chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã đón một ngày mới với bầu trời đầy sương mù và có mưa nhỏ. Sau 8 giờ sáng, sương mù bắt đầu tan dần và đến lúc giữa trưa thì trời hứng nắng. Do khối khí lạnh yếu dần đi nên nhiệt độ trong đêm qua cũng như là ngày hôm nay tăng hơn so với 24 giờ trước vài ba độ. Ở phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 28 độ, phía Đông Bắc Bộ khoảng từ 22 đến 24 độ, có nơi từ 25-26 độ. Bầu không khí không còn rét như mấy ngày trước. Còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời ít mưa, nhiệt độ cũng tăng dần lên, chỉ còn se lạnh. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên còn chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Một số nơi thì mưa có lượng khá từ 10 đến 20mm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào nhẹ ở một vài nơi với lượng không đáng kể trong đêm qua và ngày hôm nay thì vẫn là một ngày trời nắng. Đối với các tỉnh Bắc Bộ, hệ thống thời tiết chi phối chủ yếu trong đêm nay và ngày mai vẫn là khối khí lạnh đang trong quá trình suy yếu dần. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió đông thổi từ biển vào sẽ tạo ra một bầu trời đầy mây kèm sương mù và mưa nhỏ vào sáng sớm. Không chỉ có sương mù trên đất liền, tại khu vực vùng biển phía Bắc cũng như là khu vực vịnh Bắc Bộ cũng có sương mù khá dày trong đêm nay và sáng mai, gây cản trở không nhỏ tới các tàu thuyền khi di chuyển. Lớp sương mù này chỉ bắt đầu tan dần đi từ sau 8 giờ sáng, mây sẽ mỏng dần và gần trưa thì trời sẽ có nắng. Theo dự báo thì nhiệt độ ngày mai tiếp tục tăng lên vài ba độ so với ngày hôm nay, trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng, có ban ngày ấm áp dễ chịu. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cao hơn phần phía Đông. Một vài nơi như là tại Mường La, Tuần Giáo và Sông Mã thì nhiệt độ có thể lên đến 28-30 độ. Đối với ven biển miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có ngày cuối tuần với thời tiết tốt, trời tạnh ráo và có nắng. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến khu vực Khánh Hòa, hoạt động của gió đông từ biển thổi vào nên đêm nay và sáng mai thì vẫn có thể sẽ xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ với lượng mưa không lớn. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, do mực nước đỉnh chiều ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và ở mức rất cao. Đỉnh chiều cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày 14-16 tháng 12, nên tình trạng ngập úng vào lúc rạng sáng và chiều tối ở các vùng cửa sông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân. Ngoài ra, thì trong đêm nay và chiều tối ngày mai, mưa rào và dông xuất hiện ở một vài địa phương thuộc miền Tây Nam Bộ. Vùng mưa tập trung ở các địa phương ven biển miền Tây và khu vực bán đảo Cà Mau. Thời tiết trên phạm vi cả nước ít biến đổi trong vài ba ngày tới. Các tỉnh Bắc Bộ, trời ấm áp. Các tỉnh ven biển thuộc khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ít mưa, ngày trời nắng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ và sương mù, nền nhiệt tăng nhanh, trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.